Lạc đà được sử dụng để vận chuyển hàng hóa chủ yếu là do những đặc tính sinh học và thích nghi của chúng với môi trường sa mạc. 1. Khả năng chịu khô và nóng. Lạc đà có khả năng lưu trữ nước lớn trong lồng ngực và có thể tiêu thụ một lượng nước lớn mà không cần uống thường xuyên. Điều này cho phép chúng có thể điều chỉnh cơ thể để chịu đựng được khát và thời tiết nóng nực trong môi trường sa mạc. 2. Sức bền và sức mạnh. Lạc đà có thể di chuyển nhanh và vận chuyển được lượng hàng hóa lớn trên lưng trong khoảng cách xa. Chúng có sức mạnh vững vàng để vượt qua địa hình khó khăn và các điều kiện thời tiết khắc nghiệt của sa mạc. 3. Thích nghi với môi trường sa mạc. Với thân hình lớn, lông dày và khả năng chịu đựng nhiệt độ cao, lạc đà là phương tiện vận chuyển lý tưởng để đi qua những vùng sa mạc không có nguồn nước dồi dào. 4. Thời gian và khả năng chịu khát. Lạc đà có khả năng chịu đựng thiếu nước rất lâu. Chúng có thể sống và hoạt động bình thường trong khoảng thời gian từ 5 đến 7 ngày mà không cần uống nước. Điều này là nhờ vào khả năng lưu giữ nước và điều chỉnh chức năng thận để giữ nước trong cơ thể một cách hiệu quả. Tuy nhiên, để duy trì sức khỏe tốt và hoạt động hiệu quả, lạc đà cần được cung cấp nước thường xuyên khi có thể.